Chiều ngày 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử đối với 3 bị cáo Võ Hiếu Lâm, Đinh Thành Sơn, Nguyễn Viết Trường, ngụ tại nhà trọ 42-1B, Hai Bà Trưng, Đà Lạt, về tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ cáo trạng, do nghi ngờ bị vệ sĩ của Vũ Trường Việt Club Đà Lạt đánh, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2014, Nguyễn Viết Trường điều khiển xe máy chở Võ Hiếu Lâm và Đinh Thành Sơn mang theo hung khí đến Vũ Trường Việt Club. Đến nơi, Trường đứng ở ngoài, còn Lâm và Sơn cầm mã tấu tự chế xông vào Vũ Trường. Tại đây, Lâm thấy anh Huỳnh Ngọc Sang là vệ sĩ Vũ Trường nên dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, tay, làm anh Sang ngã gục tại chỗ. Sau đó, Lâm cùng Sơn tiếp tục vào bên trong Vũ Trường để tìm những vệ sĩ khác nhưng không thấy nên cả hai quay ra để Trường trở về nhà. Hậu quả, anh Sang bị tỷ lệ thương tật 35%. Tại phiên tòa xét xử, do có nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã hoàn trả hồ sơ để Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra bổ sung và xét xử trong thời gian tới.